mà Nana kiếm được con bạch tuộc. Đúng rồi, đúng luôn, kiếm được một bạn không lăng. Đúng luôn, trời đúng rồi, anh kiếm được một bạn cua. Nó đúng rồi, bạn cua đâu, bạn cua đâu. Nó nằm luôn đi. Bạn cua đâu, màu gì? Rồi đó, bạn Quỳnh Anh tìm được một bạn gà. Bạn gà đó màu gì? Đúng. Giờ bạn Quỳnh Anh tìm cho mẹ con chó coi. Con đó con gì vậy? Con gà xấu. Đúng luôn. Anh ơi, con gì kìa? Hai con hai cậu, đúng rồi. Con gấu. Cảm ơn. Một. Đúng không? Con gòn, con cá heo. Một bạn gì? Đây, một bạn sư tử với vợ con đó kìa. Bạn sư tử, lượm bạn sư tử coi vô. Bỏ nhà nhà thôi. Bạn gì? Sao biển và một bạn bạch tuộc. Lượm được một bạn. Bạn là bạn gì của nó? Một bạn cá ngựa, đúng rồi, đi đây. Lượm được một bạn lạc đà. Chấp. Bạn gì? Chấp một bạn lạc đà. Con tôm các bạn ơi. Một bạn cua. Một bạn chó. Cục đá. Cục đá hả? Đúng rồi. Rồi bạn gì? Lượm được bạn gì nữa kìa? Kìa, con đây bạn gì? Bạn gì vậy? Bạn gì? Sao con? Một bạn thỏ. Đây. Bạn gì? Một bạn bồ đốm. Đúng. Bạn gì á, bạn Quỳnh Anh? Con này con gì? Còn con Minh đây. Con đó con gì ạ? Đây. Đây. Trời đất ơi, con giun. Con vợ kìa. Con gì? Một bạn ngựa và một bạn hà mã. Bạn này bạn gì? Bạn nhiều cà phê luôn. Ôi. Con gì vậy? Quá trời nhiều con rồi mấy bạn ơi. Bạn Quỳnh Anh lụm dữ rồi. Một bạn gà. Một bạn khủng long. Đây là bạn heo nè. Đây là bạn mua câu cổ nha. Quá nhiều rồi. Bạn Quỳnh Anh ơi, kiếm được con bạch tuộc. Đúng rồi. Đúng luôn. Kiếm được một bạn khủng long. Đúng luôn. Rồi đố mình anh kiếm được một bạn cua. Nó đúng không được hả? Bạn cua đâu? Bạn cua đâu? Cá nằm luôn đi. Bạn cua đâu? Màu gì? Rồi đố bạn Quỳnh Anh tìm được một bạn gà. Bạn gà đó màu gì? Đúng. Giờ bạn Quỳnh Anh tìm cho mẹ con chó coi. Con đó con gì vậy? Con hải cẩu. Đúng luôn. Con cá heo đâu con? Không biết. Đúng rồi. Cá heo. Con hưởng âm pha gì vậy? Gì hả? Rồi bây giờ mẹ hỏi Quỳnh Anh nè. Quỳnh Anh ơi. Quỳnh Anh. Dạ.
con lạc đà hả? Rồi con không có cổ đâu con. Rồi con cừu đâu? Bạn Quỳnh Anh. Không biết. Không biết gì hả? Vậy chị Hai biết không? Chị Hai biết con cừu không? Đúng luôn. Rồi, bạn Quỳnh Anh ơi, tìm con chó coi. Con chó đâu? Con chó đâu? Con chó đâu? Ôi ôi. Bạn Quỳnh Anh đổ ra hết rồi. Con mèo. Con đó không phải con mèo đâu. Con đó là con báo đó. Báo đâu? Con đang cầm đó. Con báo nè. Đâu? Đây, con này là con gì? Con nè, con gì? Con lá cây. Lá cây chi vậy? Để đây nè. Con biết con này con gì không? Con kẹo. Đúng. Ôi, sao con muốn nói vậy? Ê. Ê ê ê ê ê ê ê. Rồi. Chuột chít tì tì. Chuột chít tì tì. Tóc rồi. Dạ, mời các bạn. Bye bye.